bà cái thuê nhiều nghe chị có thuê chị nhắn tin cho anh gì chắc anh chị phố anh chắc anh chị phố chứ anh chị phố là chị nói em gán bán đi chị thuê nhiều lắm chị cảm ơn chị nhiều nghe chị cách thuê chị cảm ơn chị rất là nhiều luôn nha. Có tính khi nào qua thăm cách thi không hay là nhân anh qua bên bển là sợ nhiều người đồn mà là qua không nên nên em không có nhớ qua anh xin em mong chị thông cảm cho em cái điều đó nên em không có nhớ qua là như vậy á. Các anh bánh tráng cách thi lần nào chưa? Dạ em bánh trái em có bỏ không có anh, có anh đem qua rồi mà em bánh trái em muốn ăn được á. À đúng rồi, là do tiền ăn chay. Ngày nào chị cũng ăn chay luôn hả? Dạ. Ngày nào chị cũng ăn chay luôn hay sao? Ngày nào cũng ăn chay. Nghe nào có ăn chay, người ta gọi là ăn chay trường. Ăn chay. Người ta chay. Ăn trong chay á. Hai gọi cái này hai. Em cảm ơn chị nhiều cái chị. Anh cảm ơn nhiều nghe chị cắt thay. Đó là bán bắp em gửi cho chị nghe. Chừng nào anh YouTube nào qua bên bển em gửi một ly bắp cho chị ăn nữa nghe. Ok. Chị đi trên sân nè, tại chị làm ăn sống là lương thiện. Phường cũng đã nói là chị làm ăn sống lương thiện, phường cũng đã muốn giúp cho chị nhưng mà không có được. Cái dưới cái khả năng của chị là khách quá đông. Càng ngày nó càng đông hơn nữa. Tại vì nếu mà làm chị thì nhân dân chức cơ quan công nhân nhân quá bên Minh Béo thì người ta phản ảnh khách quá nhiều. Còn ở bên đây ngã tư thì gánh đậu xe ngẹt đường. Đậu xe là ngẹt đường làm nhân phản ảnh nguyên nhân ngã tư á. Em cũng không biết sao giờ nữa thì em gắng đi kiếm vậy. Để ngày mai em gắng xin nó một bán thêm một bữa nữa để em đi kiếm chỗ được rồi thì em gắng bán một bữa nữa rồi đem chỉ địa chỉ của khách đi qua bên đó. Em mong thường và cơ quan nhà nước cho phép em bán em quả nữa để em chuyển đi chuyển. Em cảm ơn mấy anh YouTube đã quay em nha và nhớ xem kênh của mấy anh YouTube quay hàng ngày nghe các bạn. Mấy anh kênh YouTube này rất là dễ thương nha, rất là hiền và mọi bữa nào cũng là lại mua đồ bắp hủ của chân cũng nóng nè, bữa nào lại mua bún lọc cũng, bữa nào lại mua bún lọc hủ của chân nhất là anh Thuận nè với lại mấy anh YouTube khác, bữa nào cũng là cũng dễ hơn hết trơn á. Cái gì nữa hai mọi người đến cô ba thì sang địa điểm mới thì mọi người sẽ ủng hộ cô ba nha. Đây cô hai đang chăm chỉ làm việc không nói gì hết á. Cô hai chỉ cần cười, cô hai có đồng cười, có hai cái đồng tiền nữa chứ. Ủa chị hai bỏ bên kia luôn hả? Anh ơi anh dạ, bên lên kia bỏ em đi anh. Bên đây nè, dẻo qua đây nè, dễ qua đây nè. Đứng sát vô mình. Có chỗ không có dài dòng mà đứng chữa được, chạy qua đường. Chị hai em nào chịu. Chút xíu nè, chút xíu rồi, chân ở đây rồi. Trời ơi, chẳng phải là mọi thứ được phải làm. Hôm nay là mình mới đây mấy lần, cái đợt này, cái lần này tới là ít khách nhất luôn á. Lần khách giờ luôn nữa. Đúng không? Khách nó bỏ về bớt. Giờ lâu quá. Bây giờ là gọi là không... Không kiên nhẫn. Không kiên nhẫn không biết. Bớt khách lại. Đây gọi là bớt khách rồi đó mọi người. Chứ bình thường là nhiều hơn nữa. Em lại bây giờ còn chị review chưa? Có review đã, rồi. Review luôn rồi hả? Chứ chị gửi cho em lại mang không được rồi. Lại chị mang chai người ta mang được. Không. Vậy là một option tiếp theo có nghĩa là bánh tráng trộn các thi chay, chúng ta sẽ tạo ra món chay cho những người ăn chay. Bánh tráng trộn thì chay. Ừ. Anh nghĩ chắc cũng có. Có. Tại vì bánh tráng không có thì anh có thể ăn được. Đừng bỏ trứng vào nhé. Anh thấy con sống hơi đậu. Thì không bỏ trứng vào thôi. Bánh tráng đó cũng đâu có nhiều cái gì mặn đó ta. Bánh tráng thì bản chất để làm bánh tráng là bột gạo mà. Bột gạo bò hả? Nó có khô bò, mình không bỏ khô bò thôi. Khô bò trứng cút. Trứng cút là không được hả? Nước chan, nước tắc chanh á. À. Nước tái tắc chanh á. Làm đồ ăn. À.
cái này bán chỉ có ăn bánh chất không rồi mai mốt chỉ có thay rễ cho bánh chất không rồi nghe cho cái tay chị đây không cho chị dạ mấy lâu mới đây à đúng lâu chúng ăn nhưng mà bị gián đoạn sau đó lại lại mới ăn là bị gián đoạn là do ngày xưa đi làm công việc trong nhà hàng á làm đầu bếp tôi rành bả lắm chứ lúc trước chị làm cho quán điểm đường Nguyễn Văn Linh á quán điểm à bây giờ thì bả chuyển vô đường Võ Văn Kiệt rồi lúc trước chị làm cho quán đó đó. Mới mốt mọi người nghe anh bản tảng tôi sống là của đường Võ Văn Kiệt quán điểm 3 nghe mọi người ơi rất là ngon nghe chị rất là yêu quý mình nghe điểm 3 điểm 3 dạ thế làm bên đó cần hơn hay là bên này cần hơn làm cái gì làm món nhậu hả làm món nhậu gì không bán bên nào cần làm món nhậu là làm nướng còn cái còn cái làm hai ship cái nào cũng cực hết trơn đều với nhau mà chỉ chắc là hơn chứ không có chửi không nhưng mà là chỉ được 8 năm mấy có 8 năm rồi. Nhưng mà làm bên này là làm CEO, còn làm bên kia là làm nhân viên. Đúng không? Có ai mà giải mãi không nhau không anh? Tại em chưa có tới rồi. Chị thấy đang trường chưa? Dạ thấy, anh đang trường quá. Thì ai mà dẻo ngoài ông già đó. Chị vậy rồi đó. Tại mình chưa đến lúc thôi, không phải là mà tôi thấy bà trẻ ngoài ông già bà ơi. Nghĩ ra 3-4 cái xung quanh rồi mà hả? Còn xanh lè, nó lét à. Chéo ngoài, chéo ông già. Dạ, có tròn khách nổi luôn. Anh ấy không, em trẻ hơn chị em nữa mà. Làm em thì lúc nào cũng phải trẻ hơn chị là đúng rồi. Tự tin lên. Bà thương em, nói em trẻ không bà chứ người khác người ta nói em già không bà. Người ta nghe người khác nói em già không bà luôn á. Chắc khi chị cố bị đóng kịch này sao sao bị bỏ quay phim người ta mãi mê phụ gái đẹp đó anh người ta mãi mê gái đẹp cho đâu mà gì tới kênh người ta nữa đâu nhờ đâu bỏ gì tốt đâu bữa nay em thấy cái lò lửa hả mặt nó nóng quá họ nó nóng mà nóng dữ lắm anh lại đổ mồ hôi nè nha nó nóng bữa đứng xa xa cái lửa xa xa em thẳng tay được anh lận quá nay thận mấy không bị cấn cái tay luôn rồi nè bị cấn cái tay luôn đứng cái chưa được 1 mét chưa được 1 gian nữa anh sợ cách đứng ngoài đường em mới kéo vô cho hẹp em cho em mà cho nên thà lại mệt chứ em không có để cho khách đứng ngoài đường để cho không mang rồi không nổi luôn. Nhưng mà ý là hôm nay bán bữa nay nữa là mai nữa là chuyển chỗ khác ha bạn. Dạ. Chuyển đi đâu đó? Để gần chuyển đây thì ngày mai em dán cố gắng để em bán thêm ngày mai nữa em nói cho mấy anh chủ nghe. À rồi ok. Để mai công bố một lượt cho nó nóng sốt. À. Mẹ tiếp tục. Rồi mọi người tiếp tục ủng hộ hai chị em của Tây Thi ha, ba mẹ con luôn nè. Mới thì hy vọng là điểm mới nó sẽ tốt hơn về cái vị trí cũng như là không có mới là được rồi. Đến đây. Ở đây thì thực sự là hơi chật hẹp một xíu. Đó là chưa ba mẹ con. Cái mô hoặc mô hoặc đó mà. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ ghé lại ủng hộ em nghe. Dạ, ghé lại đó phải không? Ủng hộ em nghe mọi người. Dạ, lần nhiều nghe. Mà đăng ký nghe, lần rất là dễ thương. Mỗi lần qua quay là mỗi lần qua là bóp phụ cho chân nghe. Nói lộn cho cô ba, tay thi nghe. Đó, bác quá ngon luôn, bác cô ba. Bác cô ba đẹp nha, đẹp mà không già. Cô ba dễ thương. Mình thì ấm ấm. Nóng luôn nè, nóng sốt luôn nè. Này là ai nướng rồi nha. Các mẹ nóng nổi cho con rồi. Má nướng gì mẹ không nướng bà nướng mẹ. Mẹ nướng hết trời. Nướng ở nhà mang ra hả cô? Á hả? Nướng ở nhà mang ra hả? Cái này là nướng ở nhà là từ nướng nó từ từ nó có cách quá nó mới vàng thôi, nó con. Thử.
nổi à con. Đúng rồi, ông đem bạc hột điều lên bán đây trường này nướng luôn mà. Thôi, hột điều nướng nó khét lẹt à, ghê đó. Nó cháy á. Bình Phước là hột điều đúng không? Tại biết sao ông nướng ở nhà mình không có gấp rút nữa, anh ta đợi quá đó, mình không có gấp rút nữa mà nhiều khi nó đen. Rồi còn này mình nướng ở nhà là nó vàng nguyên trái nè bà con, quá ngon luôn đó. Mẹ ẩm quá trời. Ẩm quá trời, mùi nóng lắm. Nóng nổi à bà con ơi. Bắt ngon lắm á. Ok, nói chung là cái khung cảnh này có nghĩa là cái chỗ này là lúc thời điểm này là mình cảm thấy là ít khách nhất các bạn, nhưng mà là cái thời điểm này thì Tây Thi và chị hai của mình đó với là mẹ của cổ có thể chia sẻ và làm và tâm sự nhiều với fan nhiều hơn, với lại những người bán nhiều hơn các bạn. Cái hai chị em rất là vui vẻ luôn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like, share, comment, cùng những video hay hơn, hấp dẫn hơn. Hiện tại thì rất là nhiều anh YouTuber sau khi không còn Zalo bên mà chuyển sang là bóng bóp luôn rồi bạn. Bye bye.